Đây anh chị thấy ha, cái ngôi nhà này mà hôm nay nhà đất Bình Xem Tiền Giang sẽ quay giới thiệu cho anh chị đây. Đường nhựa luôn nha. Điểm mạnh mình là có thổ cư nha anh chị, có tới 222 mét vuông thổ cư luôn. Đó, phần còn lại là cây lâu năm. Nói và được cái là mình ra quốc lộ 1A sát bên, chỉ có khoảng chừng để coi 20 50 40 mét, 40 đến 45 mét là tới ngay quốc lộ 1A luôn. Vậy em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Định của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tên con đường lộ nhựa này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái ngôi nhà có thổ cư luôn nha anh chị. Nhưng mà trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi ra quốc lộ 1A. Đó, khoảng cách chỉ có 40 mét là tới nha anh chị. Đó, ra đó anh chị ghé về một hướng là về ủy ban dân xã Long Định, thì khoảng cách đâu đó tầm khoảng từ đây về đó chắc khoảng 3 cây số ta lợi nha anh chị, là tới ủy ban dân xã Long Định. Còn cái hướng ngược lại nè là anh chị đi về chỗ mà trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhưng mà để chút nữa em lên định vị Google Maps khoảng cách cho nó chính xác hơn nha. Còn mình độ khoảng thì nó nhiều khi nó trên lệch tí xíu. Nhưng mà đây thì mình xuống ở bệnh viện đa khoa mới của Tiền Giang thì cũng rất gần nha anh chị. Đâu đó tầm khoảng 2 cây mấy số là tới ngay bệnh viện đa khoa mới Tiền Giang luôn rồi. Ở đây thì như anh chị đã thấy, điện nước và wifi đều có đầy đủ, thậm chí đèn đường cũng có luôn. Điểm mạnh của mình là mình gần quốc lộ 1A. Điểm mạnh thứ hai là nhà mình có thổ cư, cho nên anh chị mình an tâm cái điều đó nha. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng này là anh chị đi thông về đường huyện lộ 33. Đó, khoảng cách từ đây mà vô huyện lộ 33 đó thì đâu đó cũng sát bên nha anh chị. Tầm khoảng mấy trăm mét là tới ngay huyện lộ 33 rồi. Ở đây thì nhà cửa người ta ở rất là đông, dân cư rất là san sát với nhau. Ngay cái vị trí này cũng thuận tiện cho anh chị về đây để mua bán gì đâu cũng được. Đó ha, và cái diện tích ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay. Ngôi nhà này, tính từ miếng này nè anh chị. Đó, mình đo ngang qua phía bên kia, mình có mặt tiền là 11 mét mấy nha anh chị. Đó, 11m90 và chiều sâu của mình là 20-25 mét á, 24m rưỡi-25. Cạnh bên đây thì 20 mấy mét luôn, nó có độ xéo xéo vậy nè anh chị. Đó, anh chị thấy đây ha. Và cái ngôi nhà mình có hai sổ nha anh chị. Tổng diện tích hết hai sổ của mình luôn là 261 mét vuông, trong đó có 222 mét vuông là thổ cư. À, anh chị thấy ha, tới cái miếng ganh nè. Đường này là xe hơi chạy vào là thoải mái luôn nha anh chị. Đó là mình tới ganh nè, cái tường vàng vàng này bên mình nè. Còn cái tường màu bạc bạc là bên người ta. Ở bên trong mình thì cũng có cây mận nữa nha anh chị. Ở đây thì anh chị cũng thấy rồi, dân cư hiện hữu rất là đông. Rồi ra quốc lộ 1A là kế bên. Rồi nhà mình mặt tiền rộng để thuận tiện cho anh chị mình về đây để kinh doanh, buôn bán, đồ này kia cũng được. Nhưng mà sau này anh chị đi chợ cũng sát bên nha anh chị. Đây thì mình qua tới đường huyện lộ 33, rồi là mình cũng tới chợ luôn rồi. Đó, anh chị thấy ha, bên trong ngôi nhà mình nè. Ở đây là cái nhà vườn cũng được anh chị. Nhà vườn tại vì phía trước mình có một số, có một cây mận nè. Rồi bên kia thì có một cái cây cây sồi nè. Đó, anh chị thấy ha. Đây là ngôi nhà mình đây. Đó, mình có hai sổ nha anh chị. Đó, một sổ bên kia là thổ cư là 222 mét, còn sổ bên kia là 39m là cây lâu năm. Giờ đây là em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình luôn. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì thời gian đi tầm khoảng 14 phút, khoảng cách là 8,7 km nha anh chị. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 58 phút, khoảng cách là 58 km luôn. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 19 phút, khoảng cách là 58 km. Rồi chỉ có 58 km là tới ngay chỗ bến xe miền Tây luôn anh chị. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong cái ngôi nhà mình luôn nha. Thì em nói chung á là cái ngôi nhà của mình á, tuy rằng mình gọi là cái ngôi nhà chứ thật ra nó bên trong nó giống như kiểu ba cái căn nhà vậy đó anh chị. Kiểu như gia đình người ta ở ở trong đây á.
Đó là bên đây anh chị thấy một cái cửa chánh bên đó, một cái cửa chánh luôn. Nhưng mà để em vô cái bên đây cho anh chị mình xem trước. À, đây là em vô ngay nhà giữa trước nha anh chị. Thì nhà mình thì dưới chủ cũng đã có lót gạch, ốp gạch lên đâu đó tầm khoảng 1m2 nha. Phía trên là sơn. Nó gần quốc lộ 1A. Rồi mình cũng gần chợ. Rồi khu tiện ích đầy đủ. Đó ha. Đây là có phòng nhưng mà có người làm công ty cho nên em không có mở ra nha. Đó là một phòng ngủ. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, bên đây thì nó cũng thông quay liền nhà bên đây luôn. Bên đây phòng thứ ba luôn. Nhiều phòng quá. Đó, đây là cái không gian phía sau của mình. Đó, anh chị thấy đây ha. Đó, bên đó nó có cái độ xẻo xuống gì nha anh chị. Đó, đây là cái không gian phía sau nè. Nhà tắm toilet cũng rất là rộng luôn. Đây là chỗ nấu nướng bếp ga. Đó, ở trên nhà sau nè. Đó, đây là cái khu mà để labo rửa tay rồi làm rửa chén bát đổ đây nè. Nó thì nói chung ngôi nhà này thì một phòng hai phòng là bên căn nhà này, còn mình sẽ qua bên căn nhà bên đây thì nói chung luôn tính là một căn nhà nhưng mà nó chia ra nó nhiều ngăn. Đó, bên đây thì được một phòng nữa là ba phòng, rồi bên đây ăn phòng nữa là bốn phòng nha anh chị. Đó, đang phòng nữa năm phòng luôn. Ồ, nhiều phòng quá. Còn bên kia còn một căn nhỏ nữa. Bên kia ít gì cũng phòng nữa là 6 phòng luôn. Đó, nhà mình thì nhìn thấy cũng còn chắc chắn nha. Chủ xây ở giờ chủ cần vốn làm ăn hay gì đó không biết, cần bán. Nó ngang là 11,90. Để chú quay cái 11,90 và chiều sâu là 24,5 m, 25 m luôn. Đó, nhưng mà cạnh bên kia nó có độ xếp xéo đi vô một chút. Tổng diện tích hết hai sổ luôn là 261 m², trong đó có 222 m² là thổ cư. Còn một sổ 39 m² là cây lâu năm nha anh chị. Đó, bên đây không có phòng, tức là nhà mình 5 phòng ngủ. Đây thì mình có chỗ để đồ. Ngày xưa mai đổ đây nè. Đó, thì giá hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 3.200.000.000. Anh chị nào quan tâm liên hệ 0395454645. Em sẽ dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà này, được anh chị gặp chủ để có thể thương lượng với chủ anh chị mua nha. Tại chủ nói còn thương lượng. Như em đã nói hồi đầu, được cái là mặt tiền mình rộng nè, tới 11,90 m, tức là gần 12 m. Thì ở đây đường người ta qua lại rất là tấp nập luôn. Rồi ngay đường mình nữa thì đi vô chợ bên đó luôn. Nói chung là vị trí này đẹp, anh chị mua về đây để vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán gì cũng được, tập quá cũng được nha anh chị. Buôn bán quán ăn đâu cũng được, sát bên quốc lộ 1A luôn. Chỉ ra đó để bảng vô đây, người ta tới dịp lễ Tết đâu á, người ta đi ở trên Sài Gòn về rất là nhiều luôn. Đây thì có cây sồi đâu nè. Nó như em nói đầu ra quốc lộ 1A thì kế bên. Nó đường nhà dân người ta ở rất là đông. Ngay khu này em không thấy màu mã gì hết nha anh chị, cho nên vấn đề đó anh chị mình an tâm. Đó, giờ đây ngôi nhà đường nhựa có 222 m² thổ cư, giá là 3.2 tỷ. Nó đường mình thông thống với nhau luôn à. Đó, ra quốc lộ 1A là sát bên luôn. Rồi, anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà gần quốc lộ 1A này thì anh chị alo ngay cho Minh Xem, rồi Minh Xem sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mình có thể mua cái ngôi nhà này về mình vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nha anh chị. Tức là ở đây thì tới dịp lễ Tết người ta về, mình có thể ra để cái bảng người đó, đây là một cái quán ăn hay gì ha. Rồi để sau này cái kinh doanh nữa, người ta quẹo vô đây người ta ăn cũng được. Tại đường mình rộng mà. Cổng này bự nha anh chị, cổng mình ô tô vào chạy vào tới bên trong luôn. Cổng hồi trước chủ không có ô tô nhưng mà chủ cũng làm cái cổng rất là bự. Đó, đèn đường ở đây ban đêm cũng sáng hết luôn. Đó, giờ ở đây đèn đường đồ nhiều lắm. Rồi anh chị nào quan tâm tới ngôi nhà này, giá là 3.2 tỷ thì anh chị cứ alo cho em nha. Giá còn thương lượng nha anh chị. Em dẫn anh chị mình đến xem, được anh chị mình mua cái ngôi nhà này về mình ở rất là tuyệt vời rồi.
Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc video, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.